Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023 và khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu chúc mừng các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 và tham gia khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội. Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung của chương trình khuyến công. Công tác bình chọn được tổ chức theo 4 cấp: huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia. Mục đích của việc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Theo quy định, hoạt động bình chọn ở mỗi cấp được tổ chức 2 năm một lần. Đối với bình chọn cấp quốc gia, đây là lần thứ 5 Bộ Công Thương tổ chức bình chọn và tôn vinh. Năm 2023, Bộ Công Thương công nhận cấp giấy chứng nhận được 173 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Đây là những sản phẩm nổi trội, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu, có lợi thế của các địa phương, khu vực và quốc gia. Cùng với lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Bộ Công Thương tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023 nhằm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, trong đó trọng tâm là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 và một số sản phẩm của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Với quy mô khu triển lãm 500m² và 250 gian hàng tiêu chuẩn của các cơ sở công nghiệp nông thôn, hội chợ triển lãm là cơ hội và điều kiện cho các địa phương, các tổ chức, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong cả nước gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh. Cùng với đó, các hoạt động như tọa đàm về phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn, tư vấn chuyển đổi số cũng được thực hiện trong thời gian diễn ra hội chợ triển lãm.